được đời tôi thánh thôi. Lòng sáng hơn sao trời, soi ra xuyên suốt không gian ba ngàn đại thiên. Khi nhiếp thù trong một vì trần, lòng tôi rống ra nhìn hư vi như bọt bèo. Trong qua gian pháp lao sao vô cùng diệt sanh, tôi hoác nhiên nở nụ hoa cười. Xin các bạn nhìn luôn vô thường. Ôi coi tam trần gian xa chi, lời Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua. Người thú chi giấc đi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu tu học về cái cách thức tu tập thiền định trong đạo Phật. Mà muốn tu tập thiền định thì là phải học về cái đề tài là tham thiền. Thì như các vị đã, như Phật tử gần xa đã nghe rồi đó, chúng ta phải để tâm vào một cái đề tài để chúng ta tham, nương giá vào đó mà suy nghĩ, mà phân tích để nhận thức cái lẽ đúng và những cái lẽ không đúng, gọi là nhận thức chân lý và phi chân lý, để chúng ta loại bỏ cái nào không có chân lý, loại bỏ những cái phi chân lý ra. Chúng ta nhận thức những cái điều đúng với chân lý để chúng ta ứng dụng nó trong cuộc sống, trong cái gì, cuộc đời tu tập của chúng ta. Chứ chứ tu không à, tu theo đạo Phật mà lại cúng với lễ bái là không được. Trước sau như một tôi nói như vậy thì các vị bằng lòng thì nghe, mà không bằng lòng thì bỏ cũng được. Chứ đối với tôi là thầy chùa năm nay là mấy mươi năm rồi đó, làm thầy chùa chánh gốc đàng hoàng mấy mươi năm rồi, đi dạy học hơn 60 năm, dạy trường Phật học từ hồi 20 tuổi cho tới bây giờ, không có năm nào là không dạy Phật học. Các giảng sư bè bạn của tôi trên thế giới có
mà không có người nào mà dạy học liên tục như là thầy Từ Thông này, như là cái ông Từ Thông này. Cho nên cái điều nói đó, cái điều mà tôi nói là cái điều kinh nghiệm bản thân và học tập dựa vào kinh điển của Phật, dựa vào lời dạy của các vị cho bằng tổ tổ tôn truyền, các ông tổ sư, mà tổ sư là lâu đời mà được những người có chân tu có Phật học được tôn trọng. Thì tôi đã từng học, từng tham khảo nghiên cứu những cái đạo đức, những cái hạnh tu, những cái phương pháp của các vị thạc đức chân tu đó. Cho nên những cái lời mà của tôi nói ra là tôi muốn truyền đạt những cái ý tứ đó cho hàng tăng ni trẻ của Phật giáo Việt Nam, muốn truyền đạt ý tứ đó đến người Phật tử tại gia gần xa, trong nước và ngoài nước. Nếu đồng ý, các vị nghe rồi các vị tu tập, các vị ứng dụng, thì nó đem lại một cái kết quả an lạc, hạnh phúc. Các vị có thể vãng sanh, sống ở cảnh giới cực lạc mà không cần phải mua giấy máy bay, không cần phải có nhà thầy chùa tụng để đưa cái linh hồn đi như qua xứ phương Đông phương Tây nào hết, không cần. Mà các vị có vãng sanh cực lạc, nghĩa là các vị sống một đời sống an lạc hạnh phúc, giống như kinh dạy gọi là cái từ cực lạc ở thế giới cực lạc vậy. Và muốn đến được cái thế giới cực lạc đó, các vị phải rời khỏi thế giới ta bà. Các vị phải rời khỏi thế giới ta bà thì các vị mới đến thế giới cực lạc được. Mà rời khỏi thế giới ta bà thì như tôi đã nói bữa trước, các vị đừng nợ nần ai hết. Các vị không còn dính mắc một cái tội phạm, một cái tội phạm nói về tòa án, nói về pháp luật ở trong nước. Các vị đừng dính mắc về mặt tội phạm. Rồi nói về kinh tế, các vị không nợ nần mượn gác gì ai hết. Các vị hoàn toàn trong sạch như vậy thì các vị mới có thể xin giấy thông hành để đi ra khỏi nước. Và cái nước mà các vị muốn đến để làm ăn, để sinh sống, các vị cũng phải lương thiện. Là người lương thiện, là người có tài nghề, là người biết làm ăn, thì cái nước kia người ta mới chấp nhận các vị. Cho nên là cái nước kia đó là để ví cho cảnh giới cực lạc. Ai muốn tới ở nước đó là phải có tay nghề, phải người biết làm ăn và phải người lương thiện, không có đầu trộm đuôi cướp, không có giết người cướp của. Thì cái nước mà mình đến mình ở đó, mình xin ở đó, người ta mới nhận. Cho nên là cái vấn đề mà giảng sanh cực lạc đó là mình phải là những người đàng hoàng, người có tư cách, người có đạo đức, người có tai nghe, thì cái nước kia mới chấp nhận. Thì cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà đó là Đức Phật chỉ giúp những cái người nào mà thân khẩu ý mà đã từng làm cái việc gọi là chư ác mà tác, các điều ác của thân, các điều ác của miệng, các điều ác của ý không làm, gọi là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân có khả năng làm ba điều ác, miệng có thể tạo ra bốn cách nói mà tội, nói bằng tội ác, nói những điều
không có lợi cho người, hại cho nhân quần xã hội. Nó có khả năng nói bốn cách, thậm chí là hại mình, hại người, hại tất cả nhân quần xã hội. Bốn điều ác của miệng nó như thế. Thì ba cái điều ác mà tâm có thể nảy sinh và nghĩ ngợi đó là tham sân si. Đó là gọi là kinh tập thiện, nói 10 điều vậy thôi, chứ nó còn nữa. Nó di căn mà, nó giống như cái bệnh trong con người vậy, ta gọi là bệnh di căn. Ví dụ như ung thư có một chỗ mà nếu mà không trị sớm là nó di căn. Nó di căn rồi lúc đó mà có trị thì trị cũng không kịp. Mãi mổ tới chỗ đó rồi nó di căn ở chỗ khác, rồi mổ nữa, mổ riết rồi đâu còn cơ thể chịu nổi nữa. Nó di căn. Thành ra là nó không phải gì đó, nhưng mà căn bản là thập thiện nghiệp phải làm. Muốn đi xuất cảnh qua cảnh giới cực lạc là phải làm thập thiện nghiệp, phải tu hành, phải sửa thân niệm ý thành ra thập thiện nghiệp, loại bỏ thập ác nghiệp. Mặt trái của thập thiện nghiệp là thập ác nghiệp, phải loại bỏ. Thế thì mình mới được là xuất cảnh, thì mình mới được là tới một cái quốc độ mà người ta chấp nhận này. Thế thì ông Phật Thích Ca và ông Phật Di Đà là hai cái ông Phật và huynh đệ nhau mà. Bởi vì Phật Phật đạo đồng quyền xướng ngũ thừa thật quy nhất tâm. Mười phương chư Phật cũng giống như một ông Phật vậy, trình độ giác ngộ giống nhau, giải thoát giống nhau, và cái cách mà thâu nhận nuôi chứa người cũng giống nhau. Do vậy Phật muốn Phật Thích Ca mà cho xuất cảnh đến thế giới cực lạc của Phật A Di Đà thì cũng phải làm giống nhau, loại bỏ thập ác nghiệp, xuất hành thập thiện nghiệp, thì Phật Thích Ca mới có cái điều kiện để cho phép đi đến cái nước của sư huynh mình, là cái nước tịnh độ thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ai cái chuyện đó nói như vậy đó. Cho nên là bây giờ tôi tiếp tục tôi nói là các cái điều kiện mà để được xin giấy thông hành, được phép đi qua cái nước kia, ta chấp nhận đó, thì nó giống như là cái người là phải làm cái việc gọn ghẽ sạch sẽ tốt lành ở cái đất nước của mình. Thế thì hiện giờ là chúng ta đang ở trong thế giới ta bà, chúng ta là hiện giờ là đệ tử của Phật Thích Ca. Nếu chúng ta là người đạo Phật, chúng ta bằng lòng gọi là người đạo Phật, thì chúng ta là đệ tử của Phật Thích Ca. Mà chúng ta chịu tu cái pháp môn tịnh độ, có ý nghĩa là chúng ta muốn sanh qua, muốn sanh sống ở một thế giới cực lạc, mà thế giới cực lạc là Phật A Di Đà làm giáo chủ, là sư huynh của Phật Thích Ca. Cho nên là hai ông này là có lời nguyện ước làm cái việc đó. Nếu học trò tôi tốt thì huynh cho học trò tôi qua ở đất nước của sư huynh. Ngược lại Phật Thích Ca nói sư huynh mà nếu mà giáo hóa đệ tử tốt thì chúng tôi sẵn sàng rước về cảnh giới cực lạc ở đâu có sao. Đất nước của tôi là vô lượng vô biên bất khả thiết, thì dùng ánh sáng, tốc độ ánh sáng mà đo cái sức rộng lớn của nó, chứ còn là cái chuyện vấn đề một km rồi đó là đo không ăn thua gì đâu. Cho nên là mình đừng có lo, hãy dạy đệ tử mà tốt thì tôi sẵn sàng là rước về cực lạc hết. Còn nếu không tốt thì mình đừng cứ gửi tôi không có chịu được, rồi nó qua đây nó phá cái đất nước của tôi,
mà sự thật nó được đi chứ không phải là tôi cũng có thể cho được, nhưng mà nó được đi, nó đi không được. Nó đi không được thì giống như là mấy cái người mà muốn đi qua bên nước Mỹ là ăn, mà nhớ vợ nhớ con rồi cháu nội cháu ngoại đầy vậy bên Việt Nam á, mà không chịu rời bỏ, không có chịu dẫn ly thì làm sao mà đi qua cái nước Mỹ, nước Pháp, nước Úc, nước Anh được. Muốn đi thì là phải rời bỏ cái chuyện gì thương yêu liên tiếp sự nghiệp tiền tài ở đất nước Việt Nam thì mới qua các cái nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, nước Úc. Còn nếu nó chưa rời bỏ là nó không chịu đi đâu. Thế thì cái vấn đề cái nước bà của Quỳnh Lê hay là của sư đệ đấy thì phải nhắc nhở dạy dỗ sao cho nó buông bỏ hết cái gì thuộc về bất an, bất mãn, bất bình, bất như ý của ta bà đi, thì qua tôi thì tôi sẵn sàng. Quỳnh đệ nhau nó có chuyện gì mất lòng, có đâu có gì lúc đó đâu. Thế thì bây giờ trước đó là Quỳnh Thích Ca Mâu Ni Quỳnh dạy cho đệ tử Quỳnh làm bỏ đi cái kiến hoạch như chưa. Kiến hoạch là năm cái điều thấy biết sai lầm, sai lầm về thấy biết. Thì bữa hổm thì nghe rằng là có đệ tử của Quỳnh đó cũng nhắc nhở nhau, mà muốn nhắc sanh tới cái thực lạc của tôi thì phải từ bỏ cái sai lầm, năm cái sai lầm gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi là kiến hoạch, sai lầm về cái nhận thức hiểu biết đó. Tôi nghe họ nói hình như là tới thân kiến rồi, rồi biên kiến rồi, à, bây giờ thôi thì nhắc nhở cho các cái người đệ tử nào mà muốn đi sang cái giới cực lạc ấy thì phải học nghiên cứu về tà kiến. Thế thì hôm nay là tôi gửi với Phật tử về cái sai lầm thứ ba trong năm cái sai lầm gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi là kiến hoạch, đó là cái tà kiến. Hôm nay chúng ta tham thiền, chúng ta quán chiếu soi rọi nhận thức về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chúng ta có bị tà kiến hay không. Thế thì là gột rửa, xóa bỏ, hóa giải, tiêu diệt những cái tà kiến thì mới có thể giảng sanh cực lạc được. Chứ không gột rửa, không xóa bỏ, tà kiến còn nguyên là không có điều kiện xuất cảnh hóa sanh thế giới cực lạc được. Mà kêu tên Đức Phật A Di Đà không được, không được hóa sanh bao giờ. Một ngàn ông thầy chùa ông một lần cũng không đưa có cái hồn đi được. Bởi vì giáng sinh là không phải bằng cái hồn, cái này là tôi nhắc đi nhắc lại hoài, không có cái hồn. Đạo Phật không chủ trương có cái hồn, Đạo Phật không chủ trương dạy là sắc quẩn tiêu tan rồi, thọ quẩn, tự quẩn, hành quẩn, đâu cả gì đó. Bố cái quẩn sức đâu cả gì đó mà còn một cái sức quẩn để thành ra cái hồn, để được mấy ông thầy chùa đưa đi, cái điều đó không còn. Đạo Phật không bao giờ có chấp nhận cái kiểu nói như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì người Phật tử nào gần như cũng có tụng, thậm chí là người cũng biết chữ, người ta cũng có tụng và cũng có nghe được cái câu là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bất cứ một Bồ Tát nào mà khi tư duy quán chiếu tu tập soi rọi, ta thấy được cái ngũ uẩn giai không, thì người đó vượt qua tất cả khổ ách, không có thứ khổ ách, thứ đau thương, thứ rắc rối nào làm hại xâm phạm đến người đó được. Đó là người ngũ uẩn giai không.
mà ngũ uẩn giải không, tức là cái người mà tu tập tới cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn rồi. Với cái quả gì a la hớn thì thấy được cái tính ngũ uẩn giải không. Còn như chúng ta mà chưa được cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn thì cái thân của chúng ta là còn là cái thân ngũ âm. Mà nếu còn là thân ngũ âm mà chưa đạt tới ngũ uẩn thì không có cách để giảng sinh được là nói thẳng như thế. Nói thẳng như thế, không có ông thầy chùa nào nói khác mà nói được. Phải nói như vậy mới là nói đúng đạo Phật. Thầy chùa nói khác là nói thật gì hả? Cho nên cái người mà soi gọi và thấy được ngũ uẩn giải không, nghĩa là cái người đó, cái thân của người ta là năm cái thành phần sắc thọ tưởng hành thức của người ta đó, chỉ được gọi là cái thành phần đó, chứ nó không có bị che đậy, nó không có bị vô minh phiền não, nó trộn lộn, nó lẫn lộn trong đó. Lần trước tôi có nói cái ví dụ đó, đồng thời là làm bánh in, mà bánh in mà ra nếp nếp lấp sai ra cái bộ nó sắp quất cái đèn phì, nó gần như là trộn mất bùn mới trộn. Thì đường nó liền mua đường tán, đường chảy, thì cái đường nó là nó không phải là làm hoàn toàn thanh khiết. Cho nên là trộn cái đường tán, đường chảy vô mà pha lộn vô cái bột nếp nước mà làm ra bánh in, rồi trong cái khuôn là tay chân phao chậu để trộn lộn cái bột đó lại là lộn cát bụi lộn nữa. Cho nên làm cái bánh in ra đó, nó còn cũng là bánh in, nhưng mà bánh in đó nó chưa đủ cái tiêu chuẩn gọi là thực phẩm sạch, chưa đủ cái tiêu chuẩn là vệ sinh thực phẩm. Cho nên là nếu mà đồ đạc mà làm dơ cái lối quá ăn vô rồi còn sôi bụng rầm rầm nữa cơ, rồi thành nó tiêu chảy cấp nữa cơ, là tại vì là cái bánh của mình làm nó chưa đủ cái tiêu chuẩn đạt tới cái trình độ vệ sinh thực phẩm. Thế thì là cái bánh in đó ví như là cũng là bánh in, mà bánh in không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm thì coi như là cái thân đó ví như nó còn là cái lúc của cái giai đoạn gọi là ngũ âm, bánh in ngũ âm. Bánh in ngũ âm là cái bánh in mà nó còn trộn lộn những cái chất không thanh khiết, không trong sạch, chưa đủ tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của người trí thức, của người ăn sạch, ở sạch, uống sạch, chưa đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho những người ở sạch, ăn sạch, uống sạch. Còn cái bánh in mà mình làm một thạch tán đường cát, thạch tán đường tất cả tay chân khuôn đồ đạc đều là trong sạch, thì ta làm ra cái bánh in nó trắng tươi mà ăn nó thơm mà nó ngon mà nó uống nước trà buổi sáng là hết ý. Thế thì cái bánh in nó là đủ tiêu chuẩn cho những người ăn sạch ở sạch, đúng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm đúng. Đây thì là tôi xin nhắc là cái cũng là bánh in, mà bánh in của được gọi là bánh in đủ tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của nhiều cho những người ăn sạch ở sạch uống sạch. Thì cái đó để mình ví như là lúc đó con người mà nó được cái tiêu chuẩn mà ngang bằng với bốn cái quả gọi là tứ quả thanh văn đó, thì lúc đó cái thân của con người được gọi là thân ngũ uẩn, nghĩa là nó cũng vẫn năm thành phần sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo là duyên khởi mà hình thành, nó tồn tại, nó hiện hữu được, mà được gọi là thân ngũ uẩn. Còn như mà vô chúng ta khi mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu tánh răng đến thổi mặt đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu trần mái tóc kiếp cùng thân như bút buồn gan, bệnh trần đòi nợ tâm can lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, góp danh lợi bùng pha sắc sáo mặt không trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ bèo đầu bán bến nê,
Cái thần đó là cái thần ngũ ấm. Ở ngũ ấm đấy, thần ngũ ấm nó chứa tất bao nhiêu cái chất, nghĩa là cát, là bụi, là đắng, là chát, mà nó không phải là một thứ bất ăn ngon lành nữa. Đấy. Rồi vậy cho nên chúng ta phải quán chiếu, phải tư duy, phải thiền định về cái thân này. Bởi vì trong thân này nó có chứa nhiều thứ đó, mà là nó chứa cái tà kiến là một chất ở trong đó, một cái chất không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm đó, là tà kiến. Mà tà kiến nó biểu lộ qua cái gì? Ôi, nó biểu lộ qua những cái mà bình sinh hàng ngày chúng ta sống. Mà nói như vậy là tôi biết là có nhiều người không bao giờ ưa tôi nói. Không bao giờ ưa tôi nói. Tôi nói ví dụ như mấy người mà ưa là mình có con là phải con trai. Con trai nó nói dầm để nó thờ phượng cha mẹ, thờ phượng ông bà. Cái người mà còn mê cái đó là nghe không ưa tôi nói rồi. Còn con gái mà không có đủ, con gái nó xuất giá, nó tầm phu, nó có thờ được, không có nói dầm được. Đây tôi mới đi Đà Lạt đây nè. Các cái dân tộc mà ở trong đất nước Việt Nam này là có những cái dân tộc phải Đà Lạt hết. Tôi gọi là thị tộc mẫu hệ. Đàn bà đi cưới đàn ông. Ở các nước thì tôi không biết, nhưng mà được tôi nghe, dầu tôi cũng có đi tới, tôi cũng gặp người đó, nhưng mà tôi có nghe. Có nhiều nước bây giờ còn đàn bà đi cưới đàn ông. Đại để như là cái nước gì hồi xưa mà không tách liệt với cái mắt của Trung Quốc cái này, của thần cấp từ Hãng rồi đó. Nước Mông Cổ, tôi nghe các vị mà đi ngang qua nước Mông Cổ đó, cái nước đó là cũng là thuộc về thì tổng mẫu hẹn đó. Nghĩa là một người đàn bà có thể cưới mấy người chồng, ba bốn cũng được, thậm chí phải tám người chồng cũng được, có quyền trị lên đó. Nhưng mà đề nghị đàn bà đó là quán xuyến hết trơn này nè, nó giống như là phụ hệ của Việt Nam vậy đó. Đàn bà phải lo tiền, lo bạc, phải lo mọi thứ để nuôi chồng. Chồng thì thay vì là phụ nữ Việt Nam là xuất giá tùng phu, ở đây thì Mông Cổ thì là xuất giá tùng phụ. Rồi ở Đà Lạt đây gọi là đồng bào lạ, các đồng bào gì đó tốn hết, bởi vì 40-50 xứ sao tôi nhớ nổi. Là họ là có những số thành phần là phụ nữ đi cưới đàn ông, và người đàn ông dân lệnh người đàn bà râm rớp, và lấy cái họ cũng là con, sinh con ra là họ mẹ đàn bà, cái đó là mẫu hệ mà. Vậy thì sao, tại sao lại phải cần là con trai mới quý, còn con gái không quý là sao? Chẳng qua là cái bệnh tật của một cái nhóm dân tộc nào trên thế giới, chứ cái nó có gì tinh lý không? Vậy mà hấp thổ xem thường con gái là phải đòi cho được có con trai để trai thờ phượng. Mà thờ phượng thờ được cái gì? Sư thật không có thờ được cái gì cả. Theo đạo Phật thì thằng con trai đó cũng chẳng có thờ được cái gì đối với cha mẹ, đối với ông bà. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói đạo Phật nha, còn các đạo khác là tôi muốn nó tới đấy, không dám động đấy. Ta muốn làm ra ta làm, nhưng mà tôi nói người đạo Phật chứ cũng không động tới đâu đâu. Đạo nhớ bất thờ đấy, không tới bất thờ. Đã nhớ gọi là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thiếu chi chí giả.
nếu mà đặt cái đỉnh cao là thờ lúc chết là giống như là thờ lúc sống, thờ lúc mất như là thờ lúc còn, đó là người con bảo thảo, người con thảo. Thân thể các phù thọ gì phù mẫu bất cảm của thương hiếu gì đi dạ, thân thể tóc da lông móng của cha mẹ sinh ra không dám động tới, không dám hất tóc, mà cho nên hồi xưa là để cái đầu cái búi tóc đó để cho nó dài vậy. Cho nên bây giờ dân Việt Nam mình mà người nào mà hất tóc đó là người đó coi như là không nghe lời phụng tử rồi, tức là lai rồi đó. Cái não phụng tử khiên cái là không được động cái sinh tóc, phải để dài nam như nữ để dài bớt, bởi vì đó là của cha mẹ để ra mà sinh ra, không dám động tới. Nhưng mà nó lai rồi, bây giờ là cái lúc mà còn ráng làm là còn số rất ít ráng, khi mà cha mẹ ông bà gì mà qua đời để tang á thì để râu để tóc nó không hết. Nhưng mà cái đó là có thể là một vài phần ngàn, gần như có thể không có. Bây giờ bạn nó lai nữa chứ bạn phụ tử là vậy đó. Khi mà có cái tang rồi là thân thể mình dốc tóc ra không động, và mặc đồ thì giải tang, giải tang chế, giải sư lĩnh, giải súng hết, chứ không được mặc đồ tốt. Bây giờ lai hết lên, cho nên là cũng giả đò lại, rồi cũng mũ bạc, rồi cũng dê rơ, rồi cũng giả đò khóc của thương quá đứng không nổi, cho nên là phải đi xin trúc xin gậy hoặc là đi mua hết. Rồi còn tôi hồi đó tôi ở bà chuyển rồi tôi có buổi trúc là cả sớm vậy cả là cứ tới đâu cái buổi trúc của tôi là xin để giả đòi biết không nổi cái gì đó, giả đòi xuống cha mẹ quá biết không nổi, phải có cái trúc quỳ lại rồi đứng dậy mới nổi. Thế là đàn sen chúng ta để làm cái trò đó, cái đó là không tử bài, chứ còn như là các dân tộc mẫu hệ như tôi nói ta đâu có cần sai. Không chỉ là gái thì chỉ quy lãnh đạo cái việc tan tóc cho mẹ đó, chứ đâu cần xa gì đó. Cho nên là cái phong tục, cái tập quán đó lớn quá, mình ngay trong đời sống mình là nó thần tà kiến rồi. Bởi vì chữ ta là gì? Chữ ta là nó không chấp, chữ ta là nó trái nghĩa, chỉ chấn là đối lập với chữ ta, chấn là đúng, là nghe thẳng, là đúng đắn. Còn tà đó là trông quẹo, là không đúng, không đúng, không trơn, không chất, không trơn, không chất, không đúng, không nghe, không thẳng, là tà. Thẳng nghĩa cái tà là chỉ chấp, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tử, chánh thiệt, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Đấy, chỉ tà chấp là nghĩa. Nhưng mà là cứ bình định nghĩa chữ tà chúng ta rồi thì nghe là những người đệ tử Phật hãy coi chừng, chúng ta sống tà kiến dữ lắm thôi nha. Nói cái cúng đám dỗ thôi, bây giờ cúng nghi lễ tan tóc thôi, tôi nói là sơ sơ vậy đó, không giáo bài ra đó, là chúng ta so với cái lời giải của Phật, cái chân lý mà Đức Phật tu tập nghiên cứu chính đắc, Đức Phật chỉ bảo là chúng ta không đúng, không có đúng chân lý, gọi là tà kiến. Ví dụ như chết rồi mà bà đặt ra để 8 tiếng đồng hồ mới đụng vô cái khác. Còn nếu mà đụng trước thì là cái thần thức tôi vẫn giữ được, nó không dám sinh tình lạc. Nói bậy, thầy chùa nói bậy rất dữ. Anh dựa vào đâu anh nói? Anh chưa chết sao anh biết rằng cái thần thức nó giận? Hỏi nhiêu đó thôi là bí lù rồi. Anh chưa chết, anh làm sao anh biết cái thần thức nó giận? Chẳng qua là anh bè đặt, anh coi phim. Tôi nhớ như có bộ phim gì là chẳng là đã là phim ra không? Là hư cấu. Chứ còn sắc quẩn là đã hết tài rồi. Sắc quẩn tức là gì? Là nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, thiệt căn, thân căn và ý căn.
nó tê liệt không xài được rồi, có nghĩa là tắc quẩn hết xài đi rồi. Mà tắc quẩn mà hết xài được rồi, hết tác dụng rồi thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng hết xài, cũng hết tác dụng, cũng là đâu trả về đó, quẩn nào trả về cho quẩn ấy, ấm nào trả về cho ấm ấy. Còn anh mà anh nói rằng là anh làm thầy chùa mà anh nói rằng là còn cái kiến thức mà chưa đúng tới với mình nó nổi giận đó, vậy thì anh dựa vào cơ sở nào của đạo Phật mà anh đó? Có phải anh là thằng nó bậy nó láo nó gạt người ta không? Rồi anh để cho người ta như là nằm chụp ồn đó rồi cái bụng nó dung sình lên, thay vì là người ta đau tới là 2-3 năm rồi mình mẩy người ta hôi há nó dơ giấy nó mục rửa trong đó rồi có người rồi đủ thứ bệnh rửa can di trùng ở trong rồi, thì bây giờ chết rồi thì trong vòng 3 tiếng hồn người ta gói ghém mà để vô trong quan tài cho nó kín đáo sạch sẽ. Anh không cho anh biểu đẻ 8 tiếng rồi cái bụng nó sình ra rồi nước tự nhiên nó chảy nó rỉ tùm lum vậy rồi di trùng nó làm cho nó ô uế môi trường của những người sống. Anh dựa vào cái sở là anh đã từng chết đâu mà anh biết rằng là cái thần thức 8 tiếng mà nó còn nổi giận được, nói bậy như vậy mà anh cũng nói được. Dựa vào ngũ quẩn sắc quẩn đã không còn xài được, sở dĩ người ta biết cái con người còn sống chết là tên gọi là hữu tác dụng, khi mà lục căn nó còn tác dụng đó là con người còn sống, và cái sắc của con người nó còn bằng hiện thọ dụng, người đó phải có thì hiểu biết, có thì nhận thức hiểu biết thì người đó mới chứng tỏ rằng người đó là còn sống. Hiện sở chi người đó còn phải sinh hoạt là hình thức của một con người có tâm và có vật phải còn phối hợp. Cái đây là vật với tâm là nó đã ly khai nhau rồi, nó nằm chết ghét rồi hậu cửu khiếu vô nguyệt nó tan rã ra, nó rỉ ra những cái chất độc, cái chất dơ, chất hôi mà tâm bệnh mấy năm trời rồi mà anh còn bảo mà phải để chờ 8 tiếng, còn không thần thức nó giận anh chết rồi làm. Mà cha mẹ anh chết rồi đó, có chết rồi đó, cha mẹ ông bà anh có chết rồi đó, nhưng mà cha mẹ anh giận làm cách nào đâu, anh nói cái cách cha mẹ anh giận tôi nghe thử. Cha mẹ anh giận làm sao? Ông nội bà nội và bà ngoại anh đã chết rồi, đã từng giận làm kiểu sao đâu, nói tôi nghe thử. Không nói được. Bày đặt ra nó hù người ta để cho cái thay nó rửa ra, như cầu nó lan ra để làm hại cho người sống. Tôi không chấp nhận cái nghề làm thầy chùa như vậy. Tôi là thầy chùa đây nè, thầy chùa hôm nay tôi là 81 tuổi, tôi là nghề thầy chùa đây mà tôi coi cái nghĩa rồi không có nói cái đó. Ngủ ấm vô ngã thì làm sao mà cái thức ấm còn được? Thức ấm không thể còn được, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm không còn thì thức ấm không thể còn được. Cho nên cái chữ tà kiến này đó, tôi nói ra nó đụng tùng lưng hết trơn, mà không nói ra thì tôi làm thầy chùa đó là cái gì? Tôi mang tiếng là giảng sư từ hồi 20 tuổi, đi giảng khắp nước, đi dạy khắp nước đó, mà tôi không nói ra thì tôi thành cái thằng gì mà tôi ăn quỵt uống thiên hạ của bá tánh của đệ tử hay sao? Mà tôi nói ra thì nguy hiểm rồi, gần như là có thể là gần như là nguy hiểm tính mạng hết rồi, bởi vì nói cái này nó đụng tùm lum hết trơn. Cái chữ tà kiến này nói ra đụng tùm lum hết,
nói cái mà cái người đệ tử Phật là cúng chùa nè, xây chùa nè, cất chùa nè, để hy vọng rằng là cái ngày mà ông bà cha mẹ của mình quá cố là thầy chùa rước được đông. Cái đó là tà kiến rồi. Rước thầy được đông, mà rước được mà mình bỏ ra chừng 500-700 triệu, mà rước được cả 100-200 vị sư ở trong một tỉnh hay là một các tỉnh khác họ tới nữa. Ủa tôi sao thấy đỏ đường đỏ xá vậy? Mình mừng vô cùng vô tận, mình nói rằng ông bà cha mẹ mình có phước. Được khi về khi sinh rễ những người nào mà không rước được thầy nhiều là những cái gia đình đó ít phước, không bằng gia đình mình. Gia đình mình rước được cả 500 ông thầy, đỏ đường đỏ xá, tỉnh nào cũng đi tới. Cho nên là nhà mình có phước, ông bà mình có phước. Nói cái đó không có trúng. Tự kêu tự đắc, tự hào tự đại với cái hành động đó, cái việc làm đó hoàn toàn không phải đạo Phật. Chẳng những là 500 ông mà 1000 ông cũng không đưa cái linh hồn nào đi đâu được Phật. Tổ Nguyễn Sơn nói kim sinh tiện tu nhất đó là tưởng liệu bất do nghiệp nhân, tức ý dung nhiên bất diễn, chỉ cần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Con người mình mà muốn được vãng sinh cực lạc đó là mình phải buông bỏ hết những cái gì của ta bà, kiến hoặc và tư hoặc ở cõi ta bà. Căn bản phiền não, tùy phiền não ở cõi ta bà, nó trộn lộn đó, nó đi đôi với cái thân ngũ ấm đó, phải bỏ cái đó đi. Cũng như muốn lên máy bay là không có thể đem đi máy bay mà đi qua Mỹ, là nó không cho mình mang khô, nó không cho mình mang mắm ruốc, nó không cho mình mang sầu riêng, là vì cái loại đó không thể, nước Mỹ nó không quen ăn cái mùi đó, nó không chịu được. Mà muốn đi máy bay là đi qua Mỹ là phải bỏ mắm, mắm sặc, mắm khô, phải bỏ khô cá lăng, các thứ khô. Mà nếu mà lén đem đi là phải gói cho thiệt kỹ 5-10 lớp, không cho được có mùi. Cái đó là phải lén đấy, chứ còn nguyên tắc là người ta không cho. Thế thì là cái con đường đi Mỹ kia mà còn được đem thứ nào, còn thứ nào không được đem. Còn mình muốn dẫn lên cực lạc mà mình để nguyên cái kiến hoạch thì cái tư hoạch như vậy rồi mà đòi nhãn sanh là một chuyện hết sức là vô lý. Tà kiến còn đầy ấp ở trong đầu này, mà đòi nhãn sanh cực lạc là cái điều vô lý. Mà bây giờ họ nói là đụng là những người gọi là Phật tử người ta không chịu, ta không đủ sức để nghe cái đó. Bởi vì người ta không có tập tu thiền, không có tham thiền, thành ra là không nhận thức được cái lẽ phải, cái đúng không nhận thức được, rồi cái sai cũng không nhận thức được. Thành ra nghe tới đâu là ta đau tới đó, mà đau tới đó là người ta mắng nhất là chửi bới luôn. Người ta nói tôi là nói gì là đập nồi cơm của tăng ni, của thầy chùa. Mà nếu mà mình dạy chân chánh, mình dạy người ta là chánh kiến, người ta cũng tu vậy chứ đâu phải người ta không tu đâu. Đâu phải mình dạy tới chánh kiến người ta không tu đâu, mà người ta không cúng mình ăn đâu, mà mình gọi là ông từ thông tập một cơm của tăng ni của thầy chùa. Cho nên nói quan như vậy mà người ta cũng nói được. Chứ các đạo khác người ta dạy, người ta đâu có dạy gọi là nước dòng đưa qua thế giới gì đâu. Ta dạy kiểu khác mà ta cũng vẫn đủ ăn, ta vẫn đủ sống vậy. Còn mình thì mình phải nói là rút linh hồn đi vậy mới được, mới đủ ăn hay sao? Trên thế gian này đâu phải là chỉ có làm từ chùa để rút hồn mới đủ ăn đủ sống. Người ta làm nhiều kiểu nhiều nghề ta vẫn đủ ăn đủ sống kia mà. Đâu phải nói rằng là ai cũng phải rút dòng hồn để đưa đi về để lấy cái tiền đó ăn mới đủ sống hay sao? Cho nên là cái lẽ của người ta nó có chút, nhưng mà nếu mà người ta đông là ta áp đảo mình là coi như là mình phải thua. Cái sự thật là
là người ta nói không có chân lý, vậy mà cũng có nhiều người nghe. Bây giờ tôi nói các vị, tà kiến là vậy nè. Tà kiến đó hả? Cái bài mà tôi làm, cái bài cái đầu đề lễ bái nè. Lễ bái và lễ cúng cũng vậy, cúng lễ ha. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, lễ bái hay là cúng cũng vậy, mình sửa lại cũng được hết trơn. Cúng, cúng lễ ông gì, cúng lễ ai, hay là dân cúng ông gì, cúng bái ai. Cúng bái ông gì, cúng bái ai, bao năm cúng bái bấy năm cầu. Bà tử là cúng bái dữ lắm đó nha. Suốt là từ hồi mà 17, 18 tuổi lớn lên là biết rồi, nó bắt đầu đi cúng sao rồi đấy. Hồi nhỏ thì không cúng sao. À sao đó, nó ngu vậy đó. Nít rồi thì nó không dám động tới. Mà từ 18 tuổi rồi là bắt đầu là phải cúng sao, chứ không không sao nó giật, sao nó không phù hộ, rồi bệnh hoạn là chết chóc vậy đó. Cho nên 18 tuổi là bắt đầu là cha mẹ dẫn đi chùa, rồi bắt đầu là vui tên để cúng sao. Cái sao này nó ngồi vậy đó, nó sợ nít, rồi nó bắt đầu cúng sao, cúng bái. Cúng bái ông gì, cúng bái ai, bao năm cúng bái bấy năm cầu. Cầu là cầu nguyện, là giáng sinh, là lại lục đó. Khấn nguyện không được hên xuân, mãi bá ngọ quân nào nhận lễ tạo. Thế là cũng sao, là sao nó không có phù hộ. Cho nên là người bệnh vẫn bệnh, người đau vẫn đau, người nghèo vẫn nghèo, người thua cá độ vẫn thua cá độ, thua cá ngựa vẫn thua cá ngựa, cá độ đá banh thua vẫn cứ thua. Có ăn thì có thua, buôn bán cũng vậy, có lúc bán đắt cũng có lúc bán ế. Vậy thì khấn cầu nguyện gian giái có được gì đâu. Đó. Rồi có một bài khác nữa. Cúng bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng bệnh tật hên xui mãi, uổng quá tiền coi tật vẫn mang. Đấy, cái này, mấy bài thơ này để nói lên là cái tà kiến nó biểu lộ ra rất là nhiều, rất là nhiều. Đó, tà kiến đó, cái chuyện nó rất là không có chân lý gì hết. Vậy mà đệ tử Phật của mình tin được là mình sai lầm rồi đó. Cho nên hồi nhỏ tôi mới nhớ đây nè, tình cờ tôi nhớ cái chuyện mà chúng ta tà kiến á, mà vậy mà mình tin thiệt, mình tốt thiệt chứ. Số là hồi đó đó, cái bữa nay nè, bữa nay tôi đang giảng đây nha, bữa nay là kỳ đang giảng kỳ thứ 25, ngày 20 tháng 4 năm 2008, thì nhằm ngày rằm tháng 3. Mà rằm tháng 3 đó là tôi đọc cái chuyện Phong Thần hồi tôi 13-14 tuổi á. Cái ngày rằm tháng 3 này là cái ngày vua Trụ đi cúng miễu và nữ hoa. Vua Trụ ông đi chơi, ông đi đây đi đó, kiểu là vua mà, rồi ông gặp cái đền của bà nữ hoa đẹp quá, cỏ cây xinh đẹp thì kia, rồi cái đền cũng đẹp, thì ông vua Trụ ông ghé đó, ông ghé ông tham quan. Chứ ông thấy cung vàng, cung son, điện ngọc, cái kiểu gần như chỗ nhà vua, chỗ ta thờ ba nó đẹp cũng thua gì chỗ nhà vua. Mà gần thấy cái tượng của bà nữ hoa đẹp quá, tượng đẹp quá. Mà vua Trụ thì háo sắc, cho nên thấy tượng phụ nữ mà đẹp là mê. Là ông làm bài thơ kêu thị vệ đem bút mực đề ngay bài thơ trên giấc tường. Lạnh lùng sướng phụng xỏa màn lan, vàng đất khen ai khéo điểm trang, mấy điểm chân mày khoe sắc lục, hai bên tay áo phủ xiêm vàng, hải đường xương đụng thêm tươi tốt, thuộc dược mưa nhùng lại dễ gian, ước đặng hình này hay cử động, bao quản công ai lúc nhà vàng. Và thơ đó hồi đó tôi đọc tôi cũng mê lắm.
Ông trụ ông nói, nếu mà ước được rồi cái tội của bà này mà được di động được là ông đem về, ông làm phu nhân, ông làm hoàng hậu á. Này, thì trong chuyện nó chép rằng là cái bữa đó là bà nữ hoa đi chầu Ngọc Đế. À, vấn đề chầu Ngọc Đế là đã là tà kiếp rồi đó nha. Đạo Phật thì không có cái vụ mà bà nữ hoa đi chầu Ngọc Đế vậy đó, nhưng mà tiểu người ta giết. Tiểu biết người ta giết. Và có tính thì dịch ra tuồng. Nó dựa vào cái tên náo là náo gì đó. Trên con đời này ta giết là. Thế thì là bà nữ hoa đi chầu Ngọc Đế. Ngọc Đế tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà hồi đó, hồi tôi còn nhỏ đó, công phu khuya ra, giờ này là công phu khuya ra. Nó có cái bài thường ở chúc hoàng đế thân thọ vàng vàng tế rung tung rung tung 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 cắt rung tung tung cắt đại vậy. Thì có trong chùa có chúc hoàng đế. Hoàng đế là vua của ở nhân gian, mà cũng là ông hoàng Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên trời. À, thì bà nữ qua đi chầu Ngọc Đế trên trời. Mà trong chùa của tôi hồi nhỏ, chùa thầy tôi đó cũng có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có Nam Tào Bắc Đẩu nữa. Đấy, cái đó là trong đạo Phật là không chấp nhận. Vậy mà chùa Việt Nam ta thời gian dài chấp nhận cái đó. Thậm chí là chùa Việt Nam ta là chấp nhận một cái kỳ quặc nữa mà cũng làm được, là chấp nhận cái tượng ngàn mắt ngàn tay mà khi lấy cái hình thù kỳ quặc đó trong đầu mà không có. Vậy mà mình cũng thờ luôn. Cái đó tôi sẽ giảng sau này. Tôi sẽ trình bày sau này cho các vị thấy, sẽ thấy rằng cái tượng ngàn tay ngàn mắt là không phải là Phật. Mà mình tin như vậy được, mình lại như vậy được, mình cúng như vậy được là mình là tà kiến rồi. Ủa, cái chữ tà kiến nó nhiều thứ lắm. Nói không thể hết nổi chữ tà kiến trong dân tộc Việt Nam và trong đạo Phật. Thế nên là mỗi đầu năm mình gọi là cầu kỳ an đó là tà kiến rồi đó. Rồi lễ bái bà nữ hoa cái kiểu như ông trụ đó. Rồi bà nữ hoa bà đi chồng một đế về cái này bà thấy hỏi thì tùng của bà gì chứ ai viết bài thơ này. Thì các cái cung phi thể nữ của bà nữ hoa bảo này, đây là trụ dương viết. Bà nữ hoa nổi giận đằng dân gió võ đi tới cái chỗ cung điện để tính vận cổ vô trụ. Nhưng mà ông vô trụ đã có sinh hai đứa con gọi là chánh vị đế vương sau này, cho nên là ân giao với ân hồng đó, là bà nữ hoa tính xà hào quang xuống, xà thần thông xuống dẫn cổ. Nhưng mà hai cái hào quang của ân giao ân hồng đó nó chiếu lên thành ra bà xà xuống được. Chuyện nó giết vậy, hồi đó tôi mê muốn chết. Xà xuống được thành ra dẫn cổ không được. Dẫn cổ không được là bà giọt lên trên mây bà đứng trên bà đánh tay. Đánh tay cũng giống như tôi đánh tay bây giờ vậy đó. Mà tôi bây giờ không chừng còn muốn giỏi hơn bà nữ hoa nữa. Nghĩa là các vị hỏi tên hỏi tuổi gì tôi nói cái một mà tôi không cần đánh tay tôi nói cũng đúng. Bà nữ hoa bà đánh tay bà nói vậy là chưa được. Cái sự nghiệp một cơ đồ của nhà Xuân này còn 28 năm nữa. Cho nên bây giờ ta phải trả thù vô trụ bằng kiểu khác. Bằng cái kiểu là người ta bắt cái con hồ ly, ta đem về nghĩa là ta hớp cái hồn của đắc kỷ, đưa hồ ly vô, nhập vô đắc kỷ để quấy phá là cái cơ đồ của sự nghiệp vũ trụ bằng cái cách là làm cho ông trụ ông đam mê đắc kỷ. Rồi đắc kỷ sẽ biểu giết ông nào giết ông nấy, biểu bằng thịt người nào bằng thịt người nấy, thậm chí là làm gọi là tổ kỳ lập cái ao rượu rồi nhục lâm và bắt thịt phần người ta mà xẻo lên á, tử tội xẻo lên là treo lên đó để cho hồ ly thể mị rồi các cái thứ yêu tinh nó vô nè. Vậy mà vô trụ cũng nghe dân dân những cái vấn đề đó là mình nghe rồi mình tưởng tượng rồi mình khoái tin là toàn là chuyện gọi là tà kiến hết đó.
rồi bà nữ hoa cũng là tà kiến, rồi mình thờ đủ thiên quyền nữ cũng tà kiến. Vậy mà hồi đó má tôi, bà má tôi đó có thờ cái tà đủ thiên quyền nữ đó nha. Mọi cái lý lịch bà tôi thiên quyền nữ ở đâu không biết. Rồi có người thờ mẹ sinh mẹ độ, rồi có người thì thờ quan công để độ mạng, cái đó tà kiến đấy. Quan công thì có, thời kỳ Tam Quốc có ông Quan Công thiệt, nhưng mà ông Quan Công không có độ ai được hết trơn á. Ông độ ổng còn không được chứ mà. Nếu mà ông độ ổng được thì ông đâu có bị cái thằng Lữ Mông nó cắt đầu. Ông Quan Công coi vậy đó, anh hùng trong thiên hạ vậy chứ là chết rồi, kỳ lắm, Lữ Mông nó cắt đầu đó. Rồi Tào Tháo phải tạc đó, tạt cái đầu mà thế vô Quan Công đó. Thế vô rồi đem Tào Tháo sợ đó. Đại để là câu chuyện nó tùm lum vậy đó. À, mình nghe cái đó mình thờ tùm lum à, thờ của thiên quyền nữ, rồi thờ chú Tiên chú Ngọc, rồi thờ ông Quan Công. Quan Công ông độ ổng được mà ông độ ai? Đạo Phật là nói là mình chỉ có con người của mình là tự độ lấy mình, chứ còn đừng có hy vọng ở bên ngoài. Mấy ông thầy chùa không độ cái thầy chùa được, nên tại sao lại độ trong hồn của bá tánh được là sao hả? Mấy ông thầy chùa có thể tích rượu tích rã hay là đau khổ giống như người thế gian không khác. Thậm chí là có những gì là đau còn trì trệ hơn người thế gian nữa. Vậy mà mấy ông đó là được đi độ, được rước, được độ, được cầu nguyện cho người khác là sao? Cho nên là Phật tử chúng ta hãy coi chừng, soi rọi tư duy quán chiếu, rồi thiền định đi, để mà tự tu mà tự độ. Các thầy Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cũng soi rọi lại đi, để mà tự tu tự độ, chứ còn như mà ăn cái nghề đó là không được, tội lỗi lắm. Đây là tôi nói thành thật, có tâm tình với những người tu sĩ với nhau, chứ tôi không có ý gì khác, không có ý gì đập đổ chén cơm của ai, chẳng có ý gì bôi bác ai, chẳng có ý gì mà tránh bóc ai. Tôi nói với một cái tinh thần xây dựng đạo Phật. Nếu là Phật tử tại gia cũng như Phật tử xuất gia, bằng lòng kính Đức Phật Thích Ca làm bổn sư của mình, thì nên nghe lời dạy của Đức Phật, nên nghe lời dạy của kinh điển, và phải học tham thiền, phải tư duy để nhận thức, phải soi rọi quán chiếu để lấy cái đúng. Còn cái tà là phải bỏ, lấy cái tánh, cái tà bỏ đi. Chứ cái từ tà kiến này là nhiều lắm đó nha. Từ cái cách mà cúng quải ông bà, thờ phượng ở trong nhà, nếu chúng ta không khéo là chúng ta tà kiến. Nói như vậy có nghĩa là tôi bảo rằng mọi người không có cái bàn thờ. Tôi mới đi lại Phật Thích Thì đây nè, cái chỗ tôi ở Lý Liễu Đường, ở trên đất này là tôi vẫn có bàn Phật đó chứ. Nhưng mà cái kiểu lại Phật của tôi là lại mà không có nhu cầu. Tôi lại Phật, tôi đốt nhang, tôi đánh chuông, tôi lại Phật, mà tôi lại nhiều kiểu lắm. Tôi nói các vị các vị nghe các vị chịu nổi đâu. Người ta dạy lại Phật có một cách thì gọi là ngũ thể đầu địa, tôi lại Phật nhiều cách. Tôi lại kiểu nào mà nó vận động cơ thể tôi là tôi lại bằng cách đó. Cho nên tôi lại dài ra cũng có, rồi tôi dạy cô khung cái người lên cũng có,
rồi tôi lại sải tay đưa lên cao rồi đưa xuống cũng có, tôi lại kiểu Trung Quốc cũng có, lại kiểu Việt Nam cũng có, giờ tôi chế biến nhiều kiểu lại, tôi lại sao mà tôi được cái giống như tập thể dục vậy? Mà tấm lòng tôi thì tôi hướng về Phật, hướng về Phật chứ không phải hướng về tượng. Có tượng, có tượng Phật, có hình Phật A Di Đà đàng hoàng, nhưng mà cái tấm lòng tôi hướng về Phật chứ không phải là hướng về tượng. Cho nên tôi vẫn lại Phật đấy chứ, tôi vẫn đánh chuông đàng hoàng. À, đánh chuông là sướng lắm ạ. Đánh chuông nghe, nghe chuông mà chuông quế đánh thì nghe nó kéo dài âm thanh. Cho nên tôi báo cáo với các vị là chỗ tôi ở vẫn có tượng Phật A Di Đà, vẫn có tượng Phật Thích Ca, và tôi vẫn đốt nhang. Đốt nhang hướng về Phật, nhìn Phật mà nhìn Phật rồi cười cũng được, bởi vì Đức Phật sáng suốt quá, giải thoát quá, giác ngộ quá. Con được nhờ giáo lý của Đức Phật mà đời sống con hết sức là nhẹ nhàng. Con vượt qua được cái thứ tam khổ và bát khổ khá nhiều. Chứ vượt trọn là chưa hết đâu nha, nói đâu đàng hoàng đó, chưa trọn nguyện đâu. Nhưng mà vượt ra được quá nhiều, con biến ly được cái thành phần khổ ở trong tam khổ và bát khổ được khá nhiều. Cho nên con cảm ơn Phật. Nhìn Phật mà cười, nhìn Phật lại Phật mà cười, nhưng mà không phải lại tưởng. Cái đó là tượng trưng. Thành ra lại Phật mà không phải là lại tượng Phật. Mà nếu không có tượng Phật cũng không sao, cũng lại được. Mà lại mà nếu mà không có tượng thì mình không cần lại bằng ngũ thể đậu địa, mình lại bằng cái bằng thắc chí thanh tịnh lễ, mình lại bằng cái bằng chánh quán tâm thành lễ, lại bằng cái cách gọi là thật tuấn bình đẳng lễ. À, cho nên nó nhiều cách lại Phật là vậy, cũng lại Phật mà không rơi vào tà kiến, không rơi vào cái ảo tưởng, cái quan đường, cái mê tín, cái gì đang ỷ lại vào nơi Đức Phật. Lại Phật mà ỷ lại vào Phật để mà Phật đưa lên hồn mình đi lên một thế giới nào đó là tà kiến. Lại Phật mà nhờ mấy ông thầy mà rước lên hồn thân nhân của mình đưa đi là tà kiến. Cho nên là nương vào các thầy mà học, mà tu. Nhưng mà không phải là các thầy rước linh hồn. Không phải là chờ thân nhân, cha mẹ ông bà mình chết rồi nhờ các thầy rước linh hồn. Cũng không phải là mình chờ chết rồi mình nhờ thầy độ. Một chút xíu vậy thôi mà nếu mà mình không có tư duy, không quán chiếu là mình nhận thức sai lầm, tôi gọi là kiến hoặc là vậy đó. Thì nói tóm lại là cái chữ tà kiến là không được gửi giúp, trông chờ mong đợi ai cứu giúp mình bằng chính mình. Cuộc đời này tự mình định đoạt, tự mình quyết định số phận mình, chứ đừng nghĩ lại nơi khác. Mà cái cách tu mà đơn giản nhất là dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần, lục trần bất ố là hoàn đồng chánh giác. Mình phải tu tập, mình học tu theo cái đạo nhất thừa. Mà học theo cái đạo nhất thừa đó, tu theo cái tối thượng thừa, nhất thừa đó, là mình làm sao cho lục căn với lục trần mình nó đừng có bị trói buộc lẫn nhau. Mình không có ghét sắc thân hương vị xúc pháp. Đừng để cho sắc nó thành là sắc trần. Đừng để cho thanh nó thành là thanh trần. Hương vị xúc pháp đừng để nó thành lục trần, mà nó là nó. Còn nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của mình, nó là nó. Đừng để cho nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức nó lưu liếm, nó quyến liếm, nó thèm thuồng, nó mong mỏi, nó tham lam. Thế là lục căn, lục trần, lục thức của mình nó tự tại. Kêu bằng lục căn duy nhiên hành, lục căn duy nhiên hành trụ tọa ngoại. Sáu căn nó như vậy là tự nó như vậy, đừng để cho nó khởi cái niệm tham sân si mạng vào trong đó. Đừng để cho nó khởi cái niệm mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thất tình lục dục nó trộn lộn ở trong sáu căn, sáu tầng và sáu thức.
Thì đó là cái cách mà ta có thể trở về với cái tự tâm thanh tịnh của ta. Ta sẽ trở thành một bậc chánh giác, là ta làm chủ, học cái cách làm chủ lục căn, làm chủ lục thức, làm chủ lục trần, để làm cái gì? Để làm chiếc ác bạc ta, nghĩa là các điều ác. Mình phải làm chủ lục căn, lục thức, lục trần, không làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, và tâm ý mình trong sạch. Đó là lời dạy của Phật Thích Ca, mà đồng thời là cái hòa ước đã ký giữa Phật Thích Ca và Phật Di Đà. Phật Di Đà sẽ cho những người đó nhập cảnh vào thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì tôi nói này đó thì nó là thực tế là vậy đó. Cho nên là cái chữ tà kiến nó không có khó. Chữ tà kiến là các vị mà rời bỏ được cái lối sống gọi là vô sắc giới á, là các vị rời được tà kiến đấy. Chúng ta sống bằng cái cách sống vô sắc giới nhiều lắm. Vô sắc giới nghĩa là chúng ta sống ở trong một cái thế giới vô hình. Cái thế giới là bằng sự tưởng tượng của chúng ta, bằng sự trông chờ, sự mong đợi. Ở đây một đấng tha nhân, một đấng bề trên, một đấng thiêng liêng, một đấng mà không hề biết tên là gì. Đó là chúng ta sống, gọi là sống vào cõi vô sắc giới là cái đó. Cho nên là nếu các vị đừng giỏi tâm hồn ở trong một cái thế giới mà các vị không hề thấy, không hề biết, là các vị đã xa về tà kiến rất nhiều. Ngoài ta, cái gì ngoài ta là ta không tin, không nghe, không làm theo. Phải hiểu rằng địa ngục theo lời Phật giảng, khổ sở cùng cực như địa ngục cũng là do ta làm ra. Đời sống tham lam vô độ, khổ sở vô cùng vô tận giống như ngạ quỷ cũng do ta làm ra. Đời sống bất lương, bất nghĩa, bất chánh, phi đạo đức như súc vật cũng do ta làm ra. Rồi sống tam căn của thường, đây là mình nói mượn cái từ của Khổng Tử, chứ cái chữ tam căn nó bây giờ là không có xài được nữa. Bởi vì Khổng Tử là mê, ham mê làm quan quá đi, cho nên là tôn trọng các ông vua dữ lắm, cho các ông vua là cái quyền quá lớn. Để cho ông vua cái quyền quá lớn, cái chữ gọi là thiên tử là con trời. Rồi cho cái quyền quá lớn là trong khi mà xử phạt là thành dân là có quyền tu di tam tộc cho tới tu di cửu tộc. Thành ra cái chữ tam can nó đời bây giờ là không có xài được, là hậu quá rồi. Thì còn ngũ thường là có thể xài được đấy. Nhân nghĩa lễ trí tính của Khổng Tử có thể xài được đấy. Thế thì là nhân nghĩa lễ trí tính là ngũ thường đó, nó ngang bằng cái tam quy ngũ giới của đạo Phật. Thì con người đó là con người được gần trong xa mến, được quý kính, đủ tư cách con người. Thì làm theo cái đó cũng là do ta, chứ cũng không có thần thánh nào cho ta được hết. Rồi làm tu đạo hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, gọi là tứ quả tinh văn, cũng do ta tu tập mà ta được có cái quả đó, chứ cũng chẳng có ông thần ông thánh nào, cũng không do vị bồ tát nào cấp trên mà cho ta được cái chức tước, cái địa vị đó. Kể cả Phật Thích Ca cũng không hề có cho ta, mà do ta tu tập rồi do ta chứng quả ngang bằng với cái sự giải thoát giác ngộ đó, là do ta làm ra. Đạo Phật là vậy đó. Rồi quả như Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát là hành tâm tác giả Ba La Mật Đa Phật, chiếu kiến nguồn và không độ nhất thiết khổ hạnh. Do ứng dụng, do tu tập tác giả Ba La Mật, bồ dưỡng trí tuệ đạt tới đỉnh cao, thấy ngũ uẩn không còn có cái thân ngũ uẩn thật sự. Thấy được cái thật tính của ngũ uẩn là không có gì. Thì người đó không có các sự đau khổ xâm phạm được. Thế thì cũng do ta làm ra,
do ta tư duy, ta quán chiếu, ta thấy được cái tính ngũ uẩn giai không, mà không có các cái phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành mình được, thành ra mình được an lạc, mình được có niết bàn. Chết cũng không có do ai làm ra. Các thành Bồ Tát đều là vậy, Thành Văn, Như Giác Bồ Tát đều vậy, còn Phật Thích Ca cũng vậy. Phật Thích Ca giác ngộ chân lý trọn vẹn, thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, gọi ra là đấng vô thượng chánh biến tri giác, người giác ngộ tận cùng chân lý. Mà giác ngộ tận cùng chân lý thì không sai phạm, vì không sai phạm thân khẩu ý ba nghiệp không sai phạm, cho nên không có cái điều khổ lụy đau thương nó tác hại mình được. Giống như là mình biết cái chỗ đó là bùn lầy, mình không phục chân xuống thì làm sao cái chân mình nắm được. Chỗ đó mình biết là gai độc, mà mình không lội vô đó thì gai độc nó có đâm mình được. Mình biết cái trái đó ăn chết thì mình không ăn, mình không ăn thì làm sao mình chết vì cái trái đó được. Thế thì với một cái ca là vậy thôi, không Bồ Tát cũng là vậy thôi. Biết cái điều đó là điều xấu, điều tội, điều ác, điều dơ, thì mình không làm những cái đó thì nó không bị cái tội, không bị cái ác, không bị cái xấu, thì gọi là người giải thoát. Đạo Phật là vậy đó. Cho nên Đạo Phật không có gửi gắm vào vị thần linh nào hết. Chỗ đó chỗ khó đó, rất dễ. Rất dễ là tại vì là ai làm cũng được, nhưng mà rất khó là lột bỏ những cái kiến giải sai lầm, hiểu biết sai lầm, cái tâm hồn tự ti mặc cảm gửi gắm cho quỷ, cho thần, cho trời, cho đất, ở đâu đó. Cái đó, cái tự ti mặc cảm đó rất là khó bỏ cái đó. Cho nên là rất dễ mà cũng rất khó. Vì vậy cho nên những người mà học Đạo Phật là những người phải có ý chí kiên cường, bất khuất, không tin tưởng nơi đấng siêu nhân siêu nhiên, nơi đấng bề trên, nơi đấng thiêng liêng, nơi đấng thần quyền sáng tạo nào cả, mà tin tưởng trọn vẹn 10 pháp giới, từ địa ngục ra quỷ súc sanh cho tới vô thượng bồ đề, đều do mình tạo cho mình xây dựng cho mình, chứ không do ai khác. Chỗ đó là cái chỗ khó. Đó là chỉ tà kiến. Chỉ tà kiến nói nôm na, nói rõ, nói gọn là các vị đừng tin, đừng tin, đừng sống theo cái kiểu gọi là cái vô sắc, vô ở trong cái thế giới vô sắc. Thế giới vô sắc là cái thế giới tổn tột, là thế giới quan đường. Bỏ đi cái đó là các vị rời bỏ tà kiến đó. Này, tôi biết là tôi nói nó hết, không có thấm thía vào đâu, nhưng mà đại để là vậy. Tam giới nó có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà nếu mà Phật tử tại gia cũng như xuất gia mà còn sống bằng cái tâm hồn vô sắc giới, là chúng ta là bị vô số cái thứ tà kiến. Sống vậy gọi là tà kiến, là không chánh đấy. Cho nên theo Đạo Phật là không có cầu nguyện, không có van lại, cúng kính, kể cả cầu an và cầu siêu. Không cầu an và không cầu siêu, mà nói cái đó nó đụng biết bao nhiêu, nó đụng cả bao nhiêu ngàn chùa trong đất nước Việt Nam này, thì làm sao tôi chịu nổi. Nhưng mà tôi nói rằng nó đúng đó, là tại tôi học Phật, tôi nói theo Đạo Phật vậy à. Còn các vị không chịu thì thôi, chứ là tôi cũng không có động gì tới các vị cả. Tôi nói theo Đạo Phật đàng hoàng, có kinh nghiệm đàng hoàng, đố các vị cãi nổ tôi. Tôi biết rồi là các vị không nghe và mất lòng đấy, nhưng mà mất lòng là tại vì các vị không nói theo kinh Phật. Còn tôi nói theo kinh Phật, tôi có quyền nói chứ, tôi tự do tín ngưỡng của tôi chứ, tôi có quyền tự do ngôn luận theo kiểu của tôi chứ. Còn ai nghe thì nghe, không nghe thôi, chứ còn đừng có trách tôi.
Bây giờ tôi nói đây là tại liễu liễu đường đây nè. Là vì chỗ này tôi không có nói ra hết á. Tôi nói với bao la vô tận. Tôi nói với không gian vô tận. Tôi nói với thời gian vô cùng. Nói chơi vậy đó. Các vị nào bằng lòng nghe bằng lòng thôi. Chứ tôi không có thính giả vậy đó. Liễu liễu đường. Tại sao tôi để liễu liễu đường? Là vì liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên sa giới hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thì liễu liễu đường của tôi đó là tôi dựa vào quyền giác thiền sư chứng đạo ca. Bốn câu đó, liễu liễu kiến vô nhất vật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Đó là một dữ liệu. Không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đời không có thật vật. Là vì nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, viễn, bào, ẩm, như lộ, diện như điện, như ba tiêu, như càn phát, bà hành, như dương diện, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Qua 10 cái ví dụ đó, tôi học Phật, tôi bằng lòng 10 cái ví dụ mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Đại Niết Bàn. Cho nên tôi thấy cõi đời này không có thật vật. Núi sông đất liền trời tăng mây nước gọi là vạn vật. Cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật gọi là vạn vật. Đều là duyên sanh. Cho nên dưới con mắt của người học đạo là duyên sanh thì nó như quyển thôi. Cho nên với tôi thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Bởi vì người là tôi, mà địa ngục cũng là tôi làm cho tôi thành địa ngục được mà. Tôi thành ngạ quỷ được mà. Tôi thành người được mà. Rồi tôi thành Tu Đà Hoàng, tôi là Hàm, A La Hàm, A La Hớt. Tôi thành Bồ Tát được, mà tôi thành Vô Thượng Bồ Đề Phật cũng được là tôi đây. Tùy theo khả năng tu tập của tôi mà tôi được tất cả 10 cái địa vị đó. Như thế thì có thần thánh nào khác tôi đâu. Đâu có trời Phật nào khác tôi đâu. Trong tôi có thể là trời là Phật cũng được. Mà trong tôi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng được là tôi đây. Thế thì là trong con người. Theo giáo lý đạo Phật là trong con người là mình đặt cái địa vị cho mình được hết mà. Do mình tu tập mà. Cho nên với tôi thì không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Bản thân tôi vậy. Nếu mà tôi tệ lậu quá, bệ rạc quá, cái đời sống tôi có thể dư địa ngục. Đời sống tôi có thể là đời sống ngạ quỷ. Và bệ rạc tệ quá thì đời sống tôi là đời sống súc sanh là tôi. Thế thì đâu có gì đâu. Rồi nếu tôi tốt rồi tôi thành là thanh văn, tôi thành duyên giác, cũng hành thánh thì cũng là tôi. Cho nên chữ liễu liễu đường này là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Trong một con người của ta này là đủ cả trời cả Phật tận hết. Cõi đại thiên, chữ liễu thứ tư, chữ liễu thứ ba là cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Cõi đại thiên này nè, đại thiên là cái bằng tam thiên, đại thiên thế giới là cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca đây nè. Cho nên tôi nói biết là nó ngon lành lắm, nó ăn vô kinh điển rồi mình thấy nó sướng. Cõi đại thiên này là cái người đệ tử Phật là phải học, phải tư duy với định nó thấy nó như là bọt, như là bông bóng. Nó có mà nó không có thật. Bông bóng, trời mưa bông bóng có đó chứ. Nhưng mà nó không có bệnh, nó không có tồn tại gì cứu được. Như bọt, bọt của các cái dòng nước thác rồi nó chảy, nó dung sộ vậy, nó đóng từng đống vậy đó. Tôi đi Đà Lạt rồi tôi thấy cái thác ren á, nó dung lên vậy đó. Nhưng mà nó dung lên đó cho nên nếu mà nó còn hoài thì nó thành núi còn gì. Dung lên đó vậy rồi chút cái nó xẹp, xẹp thì cái khác nó tấn lên nó thành cái bọt đó. Thì cõi đại thiên của Phật Thích Ca là vậy đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Còn hiền với thấp, liễu thứ tư, hiền với thấp như những tia điện á.
cái điện thì nó rất là không đúng túc, xẹt cái trên trời mà mấy bữa mà sắp áp thấp nhiệt đới rồi chuyển mưa rồi đó, là nó có thể chạm chết người, có thể đụng những cái chỗ nào mà nhà cao mà không có cột thu lôi, đụng sập nhà luôn, chết người luôn đó. Nhưng mà sự thật là hỏi nó là cái gì ra đâu không có. Thế thì hiện thánh là vậy đó, như những tia điện nhá. Hãy nếu chúng ta sống, ta quyền ngôi giới đầy đủ là chúng ta là con người. Chúng ta sống theo tứ đế Phật về nhân duyên là chúng ta thành A La Hán, thành là Bích Chi Phật. Chúng ta sống theo lục độ trọn vẹn thì chúng ta là Như Lai Thế Tôn. Chơi Như Lai Thế Tôn hay là quả vị thanh gian viên giác chẳng có là cái gì là ở đâu hết đó. Đó cho nên là cái kiểu liễu đường là nó ăn vào cái câu của quyền nhà. Mà câu quyền nhà nói có nghĩa là ông đó là thâm nhập được giáo lý của Đạo Phật, ông mới làm cái bài kể đó. Liễu tiếng vô nhất dịch. Chữ liễu đây là chữ liễu là rõ, là chẳng chỉ, là giác ngộ, là hiểu kỹ, biết rõ. Chứ không phải chữ liễu là cây liễu như chưa. Có những người nào đó, những người Phật tử hay là tại gia, xuất gia gì đó, không biết chữ nho, rồi nghe chữ liễu đến đường nó ủa, sao ông thầy Từ Thông ổng là thiền, ổng nói ổng là như liễu từ xưa, mà ổng mê cái từ liễu đó, vậy là cây liễu đó. À, cái liễu là cái liễu của cái kiểu mà Xuân Diệu làm bài thơ nặng là liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn môn xuống lệ ngàn hàng, đây mùa thu tới, mùa thu tới dưới ánh mơ mưa phai dệt nắng vàng. Thế là ông này là tu hành mà cũng còn thích cây liễu, liễu yếu đào tơ đó. Nói như vậy là ông liễu, nói như vậy là không hiểu chữ liễu rồi. Chữ liễu đó là liễu, là cây liễu. Liễu là cây liễu, nó có câu rằng là chứ ý tài qua qua bất phát mà vô tâm sắp liễu, liễu thành âm. Đó là chữ liễu, là cây liễu. Còn chữ liễu này là liễu đạo, là ngộ đạo đó. Liễu đạo tức là ngộ đạo. Và liễu là rõ ràng, là chắc chắn. Liễu chi là biết một cách rất rõ. Liễu nghĩa là cái nghĩa đó, là cái nghĩa tạo cung. Ừ, thành chữ liễu, liễu đường ở đây là chữ liễu đó đó. Chữ liễu giống như chữ tử là con mà không có ngang đó. Hồi xưa nó gọi là duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc mà phận liễu sao đà nảy nét ngang. Hồi xưa có câu thơ đó đó, chữ liễu đó đó. Phận liễu sao đà nảy nét ngang, chưa có chồng mà có con. Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, chữ thiên là trời mà không có cái đợt cái đầu ở trên là chữ là có cái đầu ở trên là chữ phu, mà không có cái đầu ở trên là không phải chữ phu, có nghĩa là cái cô gái đó không có chồng, gọi là duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc. Mà người gái là phận liễu, chữ liễu là cái liễu đấy, phận liễu sao mà nảy nếp ngang. Chữ liễu này là lại có cái nếp ngang, nếp ngang thành chữ tử là con. Ủa thành ra không chồng mà có con. Đó là cái chữ liễu đó, chứ không phải là, chứ không phải chữ liễu là cây liễu. Thành ra duyên thiên chưa thấy ngôi nhô đầu dọc và phận liễu sao mà lấy nếp ngang. Chữ liễu đó là thiếu cái nếp ngang nữa thành chữ tử là con. Cho nên cái đó là các vị Phật tử nào mà nghe cái chữ liễu đường của tôi đó cũng đấy đó. Mà tôi khuyên các vị học cái bài của Nguyệt Giác Thiền Sư: liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Tôi dịch là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Học cái đó, các vị học cái đó rồi các vị tu sướng vô cùng vô tận. Các vị chẳng có trông chờ, chẳng có mong đợi, chẳng có lại lục, chẳng có quan sinh gì ai hết. Từ địa ngục đạo quỷ xuất sanh cho tới vô thượng bồ đề, tự các vị làm cho các vị được hết.
Đó, đạo Phật là nó có cái hay chỗ đó đó, sâu sắc là chỗ đó. Chân lý, chân lý đó nó phù hợp với cái sự thật mà mọi người đều có thể thấy được, nghe được, biết được và làm được chứ. Nhưng mà cái nào làm khó thì mình làm từ từ, cái nào mà mình làm được thì mình làm ngay, là cái nào mình làm nó chưa được thì từ từ. Giống như mình muốn làm giàu vậy đó, muốn làm giàu thì ai cũng muốn, nhưng mà cái làm giàu mà làm giàu nhiều đó, cái tới cỡ nào đó thì chuyện đó là phải có thời gian, mình phải phấn đấu, mình phải siêng năng, cần cù, rồi tích lũy, thì từ từ nó lên vậy đó. Trên bước đường tu hành cũng vậy, mình không vội vàng được đâu. Tùy theo môi trường, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh của mọi người, mà ai phấn đấu, ai chịu buông bỏ đều có thể được hưởng cái thành quả an lạc, nhẹ nhàng, giải thoát trong cuộc sống của mình. Thì tôi nói ví dụ mà cùng đi trên một con đường thanh thang rộng lớn đó, nhưng mà cái người nào mà đụng cái gì cũng lượm, đụng cái gì cũng sách, đụng cái gì cũng là bưng, là cũng đội, bỏ vô cái rồi bỏ lên đầu, đội cái gì bỏ vô gánh để gánh, cái thì sách tay, cái thì gùi lên lưng, thì nó nặng nề dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình quăng lần lần, mình buông bỏ lần lần thì mình buông bỏ riết rồi tự nó nhẹ thôi. Cái việc tu hành cũng vậy, dựa trên kiến hoạch và tư hoạch mà mình bỏ lần lần mình quăng ném, quăng bỏ gỡ là dục ha, dục riết nó hết rồi, thế là mình hết gánh, hết gùi, hết đội, hết mang, hết sách, là mình là phải người đi không, đi không gọi là đâu, ví như là cái người được giải thoát vậy, gột bỏ hết những phiền não vô minh là thì mình là người giải thoát. Giải thoát là giống như mình bận 15 lớp áo nóng quá trời, giờ là mình lột là mình dục riết rồi nên không còn áo nào, hoặc còn áo thuốc lá thì nó mát, là để nó vậy đấy. Tôi là vậy chứ đừng có cầu nguyện gì hết đó. Đừng có giáng sinh lại lục gì hết. Hết giờ. Xin chúc tất cả Phật tử trong nước ngoài nước, xin chúc tất cả tăng ni trẻ hãy lắng lòng nghe rồi tư duy, rồi quán chiếu. Nếu cái nào các vị thấy nó là lẽ phải, các vị để ý sửa, mà sửa theo kinh Phật, chứ tôi không bảo các vị sửa theo lời nói của tôi. Tôi là người gợi ý, tôi chỉ ý tứ của kinh Phật, ý tứ của kinh Phật, rồi các vị nghe, rồi các vị nghiên cứu lại kinh Phật để các vị nghe lại Phật. Chứ tôi không bắt buộc, không bao giờ có ý nguyện là các vị phải nghe lời của tôi để làm gì. Mà tôi là người gợi ý, tôi chỉ cái điểm để các vị nghe lại, đọc lại, học lại, nghe lại kinh Phật. Nếu các vị thấy đúng thì các vị thực hành cái đó, thì chúng ta là cùng là đệ tử Phật với nhau. Còn nếu các vị không nghe thôi không sao hết. Chứ tôi không hy vọng rằng các vị phải nghe là cái lời của tôi nói, không cần. Lời tôi nói bỏ kiểu nào cũng được, mà tôi gợi ý để học kinh Phật thôi. Xin chúc các vị thân tâm an lạc và đủ nghị lực để mà thắng lề với cái gọi là kiến thủ kiến, tức là cái ý kiến bảo thủ mà mình đã bị lậm, bị nhiễm từ lâu. Nếu bỏ được cái kiến thủ kiến thì các vị có thể nghiên cứu tiếp thu những lời Phật dạy kỹ lưỡng hơn,
rồi chúng ta cùng có sự an vui giống nhau để lần lần đi tiến lên con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật dạy chúng ta. Xin chào tất cả các vị.